có ngôn ngữ thì có văn hóa. Văn hóa Việt phong phú và có rất nhiều tiếng để xưng mình và gọi mình. Tùy vào đối tượng của mình, tùy vào lối xưng hô, ta có thể đoán biết cái quan hệ giữa những người đối thoại với nhau. Cũng có thể biết được cả cái địa vị, cả giai cấp, cả vai vế, cả tuổi tác và cả mức độ tình cảm giữa các liên hệ với nhau. Giữa Trẩm với Khánh, giữa thầy với các trò, giữa tôi và các bạn, giữa tớ và các cậu, giữa anh và các em, giữa tao và tụi bay. Thánh Kinh đã dùng các chữ ta và các ngươi để tường thuật lại lời của Chúa Cứu Thế Giê-xu về tình bạn giữa Ngài và các môn đệ của Ngài. Điều răn của ta đây này, các ngươi hãy yêu nhau, cũng như ta đã yêu các ngươi. Chẳng có sự yêu thương nào lớn hơn là vì bạn hữu mình mà phó sự sống mình. Ví thử các ngươi làm theo điều ta dạy, thì các ngươi là bạn hữu ta. Ta chẳng gọi các ngươi là đầy tớ nữa, vì đầy tớ chẳng biết điều chủ mình làm, nhưng ta đã gọi các ngươi là bạn hữu ta. Vì ta từng tỏ cho các ngươi biết mọi điều ta đã nghe nơi cha ta. Thử thế hai chữ các ngươi, các con, thì trong liên hệ của Chúa với những người con thân yêu mà Chúa đã chọn làm bạn, thì ta sẽ thấy rõ ngay sự gần gũi, thân thiết, để rồi khi được nâng lên địa vị, được làm bạn với Chúa, thì sẽ hiểu rõ ý nghĩa của từ ngữ bầu bạn. Bầu bạn là bạn lòng. Là bầu bạn thì tâm đầu ý hợp, là đồng tâm, đồng chí, đồng hướng, kháng khít, thân mật và thủy chung. Bạn đối xử với nhau bằng tâm tình như thế gọi là bạn tâm giao. Bạn tâm giao biết rõ cả cái tốt lẫn cái xấu của nhau mà vẫn cứ yêu thương nhau. Bạn tâm giao không ngại ngùng giải bày tâm sự với nhau. Và hình ảnh được vẽ lên trong câu Kinh Thánh được chép trong sách Khải Huyền, đoạn 3, câu 20 như thế này. Này, ta đứng ngoài cửa mà gõ. Nếu ai nghe tiếng ta mà mở cửa cho, thì ta sẽ vào cùng người ấy ăn bữa tối với người và người với ta. Gần Chúa bao nhiêu đó là sự lựa chọn của chúng ta. Không phải chỉ nghe tiếng gõ cửa mà mở cửa, nhưng mà có thể nghe được tiếng của bầu hoa đã từng trở nên quen thuộc khi tên của mình được phát âm và tiếng nói. Nếu thay thế đối tượng yêu thương thành bất cứ một đối tượng nào khác, thì hãy lắng nghe lời của Chúa dạy rằng: vì nếu ai yêu thế gian thì sự kính mến Đức Chúa Cha chẳng ở trong người ấy. Làm sao có thể làm bạn được thế gian mà làm bạn được với Chúa? Ai muốn làm bạn với thế gian thì người ấy trở nên kẻ nghịch thù cùng Đức Chúa Trời. Chúa đang gõ cửa lòng, quý cụ, quý bạn chị em. Tiếng gõ cửa thức tỉnh thính giác của chúng ta. Nhưng hãy để tiếng lòng có thể nghe được tiếng của Chúa. Xin cho con biết lắng nghe tiếng của Chúa, lời của Chúa vang lên trong đêm tối, trong ánh bình minh, trong buổi trưa hè, và nhất là trong buổi hoàng hôn khi bước vào mùa đông của cuộc đời. Và đó là thời điểm bạn lòng của chúng ta có thể bước vào tâm lòng của chúng ta để cùng dự bữa ăn giữa hai người bạn tâm giao.